Map thi đấu là Vertigo. Bây giờ thì các thành viên Team Sprout và Vitality sẽ bắn nhau ở đây. Cùng xem nào, hiện tại Team Sprout thì họ sẽ xuất phát bên phía CT side trước, trong khi đó với Vitality sẽ là phía T side. Đã có những quả nên được đắp vào và slug ngay lập tức hy sinh. Không kịp ua gì cả mà cứ thế mà ra vào tôi. Đó là những cái lợi thế hơn người ban đầu cho vị trí của Vitality. Các thành viên bên phía Ông Vàng bây giờ họ cứ thế Alonso để bọc giải A mà thôi. Vị trí Speedy và Ryan đang cố gắng bắn, nhưng mà Ryan đã bị nặng. Nhưng mà Faven ở đây đang back up về và kêu gì hy sinh. Faven lên tiếng, Zai U bắn chết vị trí Ra 3v3. Không còn bất kỳ lợi thế cho team nào cả. Bây giờ Zai U đang cố gắng quẩy, liệu có quẩy thành công đây sau quả smoke là người. Và Zai U cần tiêu cẩn thận. Zai U, ôi, Zai U vẫn chết. Nhưng mà chết giọng xuống một người khác. Vitality bọc có những lợi thế nhưng bây giờ thì mọi thứ đã mất đi rồi. Sốc xì lập liều cuối cùng của sống sót của Ông Vàng. Faven không khác gì Wulidon anh em ạ. Có tình huống mà Faven bắn, bị bắn từ rất nhiều hướng nhưng không chết. Khó rồi. Faven có chuẩn bị được 3 mạng. Sốc thì đang phải tìm kiếm cái tên đó là anh chàng Gressy. Nhưng Gressy đang ẩn nấp. Một pha ẩn nấp cực kỳ hay Gressy. Liệu có check vị trí của Speaker? Có check. King of Clutch Player tỷ lệ clutch cao nhất thế giới. Có một pha xử lý rất tốt. 1v2 rồi. Một tình huống 1v3 với 1v2 đang tăng vào trong side. Và cái tên sốc gì? Sốc đoán được vị trí của Faven. Sốc nằm xuống 10 Faven. Và đó là một tình huống Waraki của Faven. Rao thằng Pistol thuộc về cho Sprout. 74 máu. Những play của Sprout đã bắt đầu có những công vào trong bóng side rồi kìa. Bắt đầu lao lên. Vị trí của anh chàng Dài ủ đây sẽ pick được anh chàng Speedy trước. Còn hai người nữa. Mình nhưng mà 22 máu. Chết là vị trí của Ra. Nào, Ace Clutch là đây hay là không đây? Vị trí Slug đã cầm bóng. Đó là Ace. Dành cho vị trí của Dài ủ. Clutch 1v3 thành công. 1v5. 1v5. Đó là điều 1v5. Chứ không phải 1v3, 1v5 anh em ạ. Trời ơi, đúng là top 1 ALTV có khác. Thật không thể tin nổi. Những cá nhân của Vitality, những player có khả năng clutch không chỉ riêng sốc xỉ. Bây giờ thì là một tình huống 3v3 đến từ Vitality và Sprout. Vị trí của Zai U chỉ còn lại cho mình đó là 42 HP. Sốc còn 100 máu. Apex cũng là như vậy. Và bên phía team Sprout thì sao? Vị trí của Ras đã không còn toàn vẹn nữa. Đang có ý đồ sẽ đánh thẳng vào khu vực bóng side B rồi. Sốc xỉ đã vào đây. Và bây giờ anh chàng Apex là người phải ngã xuống giọng xuống quần chàng Faven. Faven đang có những dấu hiệu là vào tay. Ra một cái gì sau đây? Faven đã lấy tên với bạn Zai U nữa. Và sốc xỉ, anh ta đang có cơ hội để tăng thêm cái tỷ lệ clutch của bản thân mình. Tuy nhiên quả bom rơi thực sự là không phải quá tốt. Một mạng, hai mạng. Và còn một player nữa đến từ vị trí team Sprout. Đó chính là Ras. Hoàn toàn có thể làm được. Và bây giờ chỉ còn lại đang 1v3. Đó là 1v1. Và liệu là bên phía của anh chàng Soxy có thực sự là làm được điều như người em trước đó là Zai U đã làm được không đây? Trước đó thì Zai U là 1v5. Còn bây giờ là 1v3 và Soxy có cơ hội để làm điều đó. Lại cảm giác rồi. Cảm giác Sprout này khả năng thua cao lắm mà đúng là như vậy rồi. Tám anh trong Vitality. Kể cả đến những người xem cũng như là những caster như tôi nữa. Trận đấu nào mà nó dễ dự đoán quá thì nó không hay. Nó phải có những cái đột biến, có những cái bất ngờ xảy ra, cái biến số cơ. Ở đây Speedy bắn chết cái tên Apex rồi. Bắn yếu Misuta. Misuta 7 HP thôi. Một cái đen dã ra của Misuta bốc hơi khỏi bản đồ. Một tình huống bò qua bản sơ bốc luôn. Và hở một cái khe nách để cho anh chàng vị trí bên Sprout kê được. Bắn yếu được Kyojin rồi. Kyojin trừ 99 rồi. Sốc sẽ phải là key player. 1v4, 2v4. Đi sang tiếng 2v4. Sốc headshot được Slug Hopper đã nằm xuống. Kyojin đã quá yếu. Vẫn còn cơ hội khi bên kia Speedy cũng chỉ còn cho mình 16 HP thôi. Một máu đến từ vị trí của Kyojin. Và cái con số phong thủy có lẽ là cũng không thể hiện ra với lúc này được. Khả năng có lẽ là rất cao thì vị trí của Sprout lên cho mình được con số 5. Khi mà Kyojin thì yếu. Soxy. Nếu bây giờ Kyojin ngã xuống thì Soxy chắc kiểu ô lại nữa à. Cứ liên tục đẩy sốc vào tình huống clutch. Cứ bắt anh gọi là phải đạt KPI thế này. Vẫn đang ngắm nghía là cực kỳ cẩn thận và sẽ đổi một súng đây. Vâng, rất hợp lý khi mà Kyojin một máu bắn ốp nó cũng sẽ là chuẩn chỉ hơn. Và Soxy thì với cái lượng máu là 95 anh ta sẽ lao vào trong bóng sải A để thám thính. Speedy yếu rồi. Còn vị trí của Cressy và Faven thì vẫn còn đó là cực kỳ nhiều máu.
đặt bom thành công đến từ những sốc xì và cùng xem liệu sốc có thể tỏa sáng ra điểm đen được hay không. Ui, xong rồi. Speedy vẫn có mình cái mạng của sốc và Kyojin thì nó quá yếu, 1 HP ừ. Nếu như mà clutch được thì chắc chắn sẽ được tôn vinh, nhưng không. Speedy kết thúc vị trí của Kyojin và hoàn tất cú triple kill của mình. 3 vs 4 vs 5 ở đây, sau đó có double kill và đó sẽ triple kill. Chọn một vị trí đứng thông minh để chắc rò này làm cho mình được triple kill rồi. Chỉ còn Kyojin với cả cái tên Zai Gun nữa là còn sống thôi. Và Zai Gun 5 xuống 7 tên Faven. Và chỉ còn đó là Kyojin. Kyojin có một Kyojin. Ơ, cầm dao rồi à? Không phải, đó là tình huống mà rút lục ra đến từ anh chàng Slug này. Và Slug headshot đi Kyojin. Trận thi đấu giữa Ants và OG thì đã kết thúc rồi. Với chiến thắng cực kỳ là căng thẳng, 28-25 dành cho bên phía của OG. Quá là thể lực. Và chúng ta sẽ quay trở lại trận đấu này. Hãy tập trung vào trận đấu này để rồi sau đó đến với các trận đấu tiếp theo. Tôi tin ra trận đấu hay nhất của ngày hôm nay giữa FaZe Clan đối đầu với các thành viên Team Nip. Và hiện tại đang là 11 đều. Vẫn đang là cực kỳ căng thẳng. Cứ ngỡ rằng Vitality với cái việc là có cho mình cái dẫn trước cực kỳ lớn ở khoảng thời gian đầu tiên bên phía City side. À chính xác bên phía T side. Thì khi sát City họ sẽ phần nào đó dễ thở hơn, nhưng không. Các thành viên Team Sprout lúc này họ lại đang bật chế độ comeback, bật chế độ try hard. Kiểu gì thì sao đấy, dài u anh ta đã gã xuống, anh ta chết chay rồi. Kiểu gì? À, trời ơi, gì không đổi được mặt nào cả. Và bây giờ thì các thành viên phía Team Sprout họ cứ thế lao lên, họ càn quét tất cả mọi thứ, họ đi qua vào Vitality, họ cứ thế rụng rời. Misuta comeback về, nhưng Misuta làm được một, anh ta có làm hai đấy rất tiếc, không thể làm được hai. Apex ơi, chạy đi tối 3 HP, thực sự là quá khó. 1-3. Đây là Zygu, tôi còn tin, thì đây là Apex thì hơi lâu hộp. Lý thuyết thì vẫn có thể làm được. Misuta yếu máu đi vào trước và anh ấy ngay lập tức đạn mạc cho nhà Faven. Soxy đang thi đấu là rất bay, đã có cho mình hai mạng. Và bây giờ ui ui tôi đang cảm thấy là có thể không có overtime đâu. Cressy có 87 HP ừ. Và hai bên còn lại đang rất khỏe máu, và đó là kết thúc rồi. Không có overtime nào hết. Vâng, cuối cùng chúng ta không có bất ngờ nào cả, mà chỉ là hơi khó khăn thôi. 16-14 đến từ chị Vitality. Chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả, và chưa gì đã có một chim rồi. Góc này là góc simple thích đứng, và cái chim đầu tiên đã được ăn bên phía G2. Nexa có mạng, Nico có 3 mạng ở trong round thi đấu này. Triple kill cho star player bên phía G2 Esports. Và Tizian người sống cuối cùng làm gì được đây, bị quay rồi. Hết rồi. Nhìn có vẻ như là nhìn thấy người. Nhìn thấy người rồi, một mạng Tizian. Cái đầu của Jack đã phải rơi xuống. Cùng lắm là đổi được thêm người nữa nhưng không thể làm được gì, và đó là 1-0 cho đội viên bên phía G2. Gáy lên nào fan G2 ơi. Muốn chuyển hướng đánh mid 2A. Bây giờ thì sẽ là đánh cả outside vào khu side A mà thôi, nhưng Jack Z ở đây có một double kill dành cho vị trí của Jack. Rất một góc thi đấu mà phải nói rằng Jack thi đấu quá nhiều rồi, nhưng mà không ai cản được cả bốn mạng dành cho vị trí của Jack rồi. Liệu có một tình huống A không đây? Tapsen vẫn đang ở khu outside và có vẻ như Jack biết điều này. Sẽ là một tình huống mà Tapsen chỉ còn lại 10 máu sau khi hạ gục được Nexa, và cơ hội A của anh chàng Jack Z này nó lại được mở ra rất lớn. Nhưng bây giờ thì Amanek ơi, đừng KS của Jack Z. Để xem là Jack Z đang làm gì đây. Jack Z vẫn đang kê rất cẩn thận ở khu cửa nhỏ, nhưng đối phương thì đã bò thẳng vào khu vực Under Heaven rồi. Và có vẻ như góc thi đấu này thì Amanek sẽ kết thúc luôn vị trí ở top 10. Di chuyển Vito bây giờ không phải là quá nhiều nữa, có thêm một người nữa về để có thể hỗ trợ cho anh ta, đó là chính Sison. Phạm vi di chuyển của hai bây giờ đó là rất rộng, nhưng Sison có luôn một viên scout vào mặt Nico. Jack có cho mình cái double kill. Tapsen có một, Amanek có Tapsen, và Amanek cũng đã phải ra đi rồi. Một mình Gate với một khẩu M4S, liệu có thể làm được gì hay không đây? Quả bom sẽ được nhặt lại giữa các viên bên phía G2, và họ sẽ đặt được quả bom này ở khu bom sai B, chắc chắn là như vậy. Jack rất kỹ. Bây giờ thì Gate đang muốn có một pha di chuyển móc ngược lại ở khu secret hay là xếp súng đây. Có vẻ như là Gate đang muốn tụt ven rồi, muốn chơi cầu tụt để móc máy lại các thành viên bên phía Team G2 Esports. Nhưng mà chắc chắn là với bộ đôi Nexa cũng như Hunter, hai player đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi, thì sẽ không để cho cái timing của Gate có thể lọt qua tầm mắt của mình được đâu. Để xem, nên nhớ rằng Gate còn full bộ bom nhưng lại không có một quả, một cái kit nào cả, nên thời gian đang rất cận kề rồi. Và Gate ở đây đối đầu với Hunter đúng như tôi dự đoán, mà Hunter sẽ rất cẩn thận và kề lại phía đằng sau mà thôi. 7 cái match point dành cho các thành viên bên phía Team G2 Esports. Với một cầu scout thế này, Sison lộ vị trí. Jack Sparrow có luôn cho mình cái mạng Sison thành công. Một mạng tam sen, không có mạng thứ hai, khi đó là vị trí của Nexa. Bắn tốt, Ghét với một khẩu pha mát. Nếu như làm được ít nhất là hai, nhưng chẳng làm được mạng nào cả, tôi nói hơi sớm. 4 vs 1, một khẩu Deagle trên tay của Kito.
phải là người lạc quan lắm thì mới có thể nghĩ đến một round thắng cho đội bên phía Team Big vào 16-8. Cùng xem nào, bây giờ đang có tình huống bắn nhau. Olof sẽ là người đặt bom. Divine đã bắn chết Olof rồi và bây giờ đang tiếp tục bắn nhau. Plovsky bắn chết anh chàng Brokkie thành công. Karrigan xin được mạng LG. Plovsky có mạng. Karrigan vào lại tiếp tục thi nhau tỏa sáng. Bây giờ chỉ có lại đó là Ren mà thôi. Ren một vẹn thai thực sự là quá khó với khẩu Glock bắn với hai khẩu USP. 1-0 dành cho Ninja xin Pyjama. Thuộc tù nổ vị trí của Ren, người ta sẽ gặp anh chàng Ren. Và bây giờ Ren có double kill và khó quá. Face Clan ơi, tràn được vào trong bóng sai rồi. Khi mà vị trí của Red ở đây, anh ta cũng đã back up về các thành viên của đoàn FaZe Clan. Sao Red làm cho mình 3 mạng ạ? À? Red 4 mạng rồi. Nào để anh ấy không được, không có cái A nào hết. Qua ra kill cho Red với cầu ốp. FaZe Clan liệu có tình huống nhái rất khéo mà. Red bắn xịt với ốp rồi. Olof Baster headshot đi làm bird. Olof còn 19 HP thôi. Olof nằm xuống 7 Red. Và Red liệu có double kill hay không đây? Red quyết định lùi lại. Một cái sự lựa chọn an toàn của anh chàng Red này. 3 vẹt 4 lợi thế hơn cho FaZe rồi, bom vẫn trên rạc đầu. 1 phút 10 giây nữa khoảng thời gian để cho FaZe Clan có thể xử lý. FaZe Clan là họ đã đặt được quả bom này nhưng mà Nip vẫn còn đó là 4 người. 4 vẹt tài ư, Twist đã ngay lập tức bị khám răng từ tài năng trẻ RNG. Quá khó, một mình hiệu trưởng chống lại 4 học sinh ngổ ngáo thì tôi nghĩ đến bố của hiệu trưởng cũng cảm thấy có vấn đề. Ninja Pyjama thì họ đang có một cái lợi thế cực kỳ lớn ở bên phía first half. Tuy nhiên bây giờ sang bên phía T-side thì nó lại là một phần đó khá khó khăn. Thì như chúng ta đã biết thì map thi đấu Ancient này map thi đấu Ancient này cái hơi lệch một chút cho BB City sẽ là những bài ném set up vào khu vực đó là bóng sai B và đầy rồi bắt đầu vào B. Go go go, Red là player đầu tiên nằm xuống. Blosky bắn chết lên chả Brokkie thành công. 4 vẹn 4 đặt bom thành công đến từ vị trí của team Nip thôi. Và bây giờ cũng xem nào, Red đã có một góc boost thực sự cũng khá là chí chá. Liệu ai phát hiện ra không đây, đang có tình huống bắn nhau rồi. 4 vẹn 4 retake về FaZe có cửa thắng trong round thi đấu này. Đẩy về backside đến từ NIP. Một cái lối bắn rất khó chịu vào đây thì sao? NG kết thúc Karrigan. Twist còn 19 HP bị bắn đình rồi. Một cơn mưa flash được trả ra bởi cái tên LNG. Hỏng rồi, Red nằm xuống bởi LNG. Khả năng cao tỷ số sẽ là 12-4 thôi. Olof Meister có kit nhưng còn 8 HP. Twist thì yếu máu 19 máu thôi. Không thể giữ được cho mình cái kit này. Và đương nhiên tỷ số sẽ là 12-4. Một tình huống nhặt đến từ anh chàng Polomsky nhặt khổ SP. Nhặt gì thế nữa. Cả cầm thêm một quả bốc nữa. Vực đồ nất à, bây giờ lắc ra ừ Hampert, Hampert. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, một round thi đấu mà tôi không hiểu chuyện gì USP. Mà đấy thấy ông Hampert nó bắn lục luôn ạ. À. Một góc đứng một Olof Meister tách ở đây thì sao? Twist bắt được Hampert rồi và Olof Meister dễ dàng kết thúc đi Polomsky. Plovsky có double kill và như vậy là hết. Quá khó, Plovsky ở đây anh ta đã bị phát hiện vị trí Twist. Twist đã bắn cực kỳ ra tôi xong rồi. Brokkie 1 vét 4 16-8 dành cho team Nip. Một trận thi đấu được nghĩ là siêu kinh điển thì nó là kết thúc với một kết quả là không ai ngờ trước được. FaZe Clan họ quá bạc nhược ở trên cái map thi đấu mà họ cũng được đánh giá là cực kỳ cao. Và có vẻ như khẩu lục đôi này được drop ra đến từ vị trí anh chàng Magic Boy Movistar Rider muốn đốt bê luôn. Và bây giờ thì ratatatatatata một mạng rồi, nhưng cũng chỉ là một, và đó lại là Bubsky cơ. Zipex chết chay mà thôi, xong rồi, bom sai bê thủng hoàn toàn. Những quả smoke được trả ra là rất kín và các thành viên bên phía team Atalit họ sẽ phải bắn retake trong tình huống này. Nhưng nên nhớ họ không hề có kit. Magic Boy có một quả smoke thật đấy, nhưng không có kit thì sẽ khiến cho cái hành trình retake của Atalit gặp rất nhiều khó khăn. Chiếm được khu vực bom sai B giải phát thành viên bên phía của Movistar Rider. Sunpyus đã bị bắn yếu rồi còn 45 HP. Nhấp nhá góc này là một góc mà Sunpyus không chạy đi đâu được. Nhưng Sunpyus vẫn có được cho mình bom ski. Magic Boy có được một thật đấy. Dupri của Sunpyus thì Death cũng có được cho mình bằng Magic Boy thành công. Death bắn tốt quá. Người sống cuối cùng là Dupri. Một vết thai. Cơ hội nào cho Achalit ở trong loạt thi đấu này đây. Và La Liga sẽ là đội tuyển vươn lên dẫn trước ở trong cái loạt thi đấu BO1 này. Và hiện tại trong side A thì Dupri còn cùng với cả Magic, nên nhớ là họ vẫn còn full bom mìn. Magic kết thúc được Death rồi. Magic không thèm trả một quả smoke ở khu pit luôn. Dupri full bộ bom. Và các thành viên bên phía team Movistar Raider muốn làm gì đây? Lắc ra bắn nhau, double kill dành cho Magic, triple kill dành cho vị trí Magic Boy. Đó là qua ra kill luôn cho cẩn thận, cho dù cũng chỉ là hốt eco thôi. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng đổi thông ba bộ trên khu LA. Để xem Lucky có nhìn thấy ai không. Một quả flash được pop ra rất đẹp cho Lucky bắn trượt. Trời ơi, cái mông vừa rồi của Sun nó to lắm đấy Lucky ơi. Bắn trượt và bây giờ Sun sẽ là người được kê trước ở khu chuối. Rất đáng tiếc, các thành viên bên phía team Athlete họ đã lỡ đi cái timing first pick rồi.
Và bây giờ thì Movistar Rider họ đã chiếm được hoàn toàn khu mid. Sau khi hỗ trợ được cho khu B-side thì Zipback đã về đến khu side A. Và quyết định của Astralis sẽ là bắt bài về side A. Ừ, khi bây giờ chúng ta thể thấy cả Lucky cũng như Bobski đều đang muốn có hướng di chuyển về khu A-side. Khó thế mà cũng bắn trượt được Lucky ơi. Mấy cái spoil muốn đẩy ra và đây là mạng dành cho mấy chiếc thân chết đét. Dupree cùng với hai người đồng đội đang kê lại ở đây. Mấy cái spoil là người đầu tiên phải ra đi. Zipback bây giờ cũng đang bắn yếu rồi. Bobski là người tiếp theo phải nằm xuống. Dupree có một quả em bò đây nhưng bắn chỉ có được một mạng mà thôi. Hơi whiff một chút. Đó là tình huống Dupree ở đây rồi. Từ từ đã Lucky kết thúc được vị trí của Sun. Liệu là có một cơ hội nào dành cho Lucky hay không đây? Có lẽ chỉ là đi xếp súng mà thôi. Hoặc là Dupree đang muốn chủ động ngồi luôn trong quả smoke. Hai player yếu máu và bây giờ Dupree đang muốn ra clear lại cục chuối. Ơi, nhìn thấy một người ở góc tối rồi. Và bây giờ có vẻ như Dupree không đoán được có một người sau lưng. Và tôi xong rồi, Alex đang rất thoải mái ở đây. Đây rồi, Dupree đã phải nằm xuống và trách nhiệm trên tay của anh chàng Magic. Không để xếp được nữa khi đây đã ra thi đấu cuối cùng. Nhưng cơ hội dành cho Magic là không có. Chúng ta thể thấy thời gian thì đã quá ít và máu thì cũng vậy. 8-7 dành cho các thành viên bên phía team Astralis. Và pistol round này là các thành viên bên phía của Astralis họ muốn đánh thẳng vào bomb side B. Alex một góc đứng đẹp với chúng ta có mãi không đây? Không đẹp lắm đâu khi đã bị phát hiện rồi nhưng bây giờ thì Dupree vẫn bị hạ nằm xuống mà Magic đi theo luôn. Bobski thì cũng chết chay nhưng Zipback thì lại đổi được đồi. Và bây giờ thì Lucky đã phải nằm xuống và trách nhiệm cần Zipback A class không có một cơ hội nào với tình huống triple pick vừa rồi. Tổ quầy nào để xem Magic làm được mấy đây, nhìn thấy trọng đầu rồi. Mopot kết thúc mập bị chia Magic. Alex bắt được Bobski thôi, xong rồi cái gì vậy? Ra thi đấu Eco nhưng bây giờ thì Movistar Rider hãy nhìn mà xem họ có full súng to rồi. Hai khẩu AK, một khẩu Famat và quả bom này trên người Lucky rất may mắn. Lucky rất may mắn khi vẫn qua được cái họng súng vừa rồi và còn 10 máu chạy đi. Nhưng Dupree thì không may mắn được như vậy thôi, xong rồi. Thôi Eco rồi. Thôi Eco rồi. Trời ơi. Ơi. Nào. Đừng làm G2. 4v2 chưa thua. Nhưng mà khả năng thua đang là rất cao đến các đội bên phía qua Chalice khi mà trên tay của Movistar Rider bây giờ đều là những khẩu súng to rồi. Đến hai khẩu AK, một khẩu M4 và một khẩu Famat. Zipback góc đứng này là đẹp và có được cho mình cái mạng của Davik. Và Zipback đã lộ vị trí của mình ở khu vực lầu A. Nào, ba người đi ra từ khu vực thư viện, liệu đây có phải là một điều mà các đội viên bên phía của Chalice họ có thể bắt bài được hay không đây? 3v2, Lucky chỉ còn cho mình đó là 10 HP, một quả phát trả ra sẽ là trắng. Lucky phải bắt thăm mình. Lucky nhìn thấy một người trong sai rồi. Lucky cần phải có mạng. Lucky có mạng Mopot. Alex hàng của Lucky thành công và Zipback vẫn đang trốn. Zipback không ra là thắng, không ra là thắng Zipback rồi. Và Sunpius có được cho mình mạng Zipback thành công. Quả bom gỡ và thua Eco đến từ Chalice, cái gì thế này? Đó là cái kit của Dead. Để xem Astralis tanh vào như thế nào đây. Phi nó rất nhanh đến từ vị trí chạm Magic Boy. Nhưng bây giờ thì Magic Boy có được mạng Mopot. Một quả lửa check khu vực cục 2 rất cẩn thận. Và Lucky kết thúc là Alex. Đây sẽ là cơ hội để Astralis kết thúc được luôn cái trận thi đấu BO1 này. Dead cùng với cả Sun rất khó để có thể retake. Họ có kit, họ có smoke thật đấy. Nhưng trên tay Sun là một khẩu ốp. Thì bây giờ pick các thành viên bên phía team Astralis như thế nào đây? Zipback đang muốn tham binh qua quả smoke này. Và Dead bắn yếu rồi. Dead chỉ còn lại 10 máu sau tình huống spam vừa rồi của anh chàng Magic Boy. Hết rồi. Sẽ là 16-13 mà thôi. Astralis họ sẽ rất vui mừng với chiến thắng này. Và các thành viên bên phía team Movistar Rider họ bắt đầu đẩy vào. Thôi xong rồi, no scope còn trượt thì cơ hội nào đây?